Hey, xin chào anh em. Và lại là tôi, Cửa Sù đây. Có vẻ như dạo gần đây chúng ta đang đắm chìm trong cả nội dung phân tích game mà bỏ quên đi nội dung mà anh em cũng đang rất mong chờ. Đó chính là pháo footage. Và hôm nay, Cửa Sù sẽ cùng anh em đi tìm hiểu và giải mã tiếp series The Mandela Catalog nhé. Và không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. À, anh em nhớ bớt chút thời gian đăng ký cho Cửa Sù nha. Mở đầu tập phim cho ta biết, thời điểm diễn ra câu chuyện là vào kỳ nghỉ đông năm 2009. Lúc này là hình ảnh của hai cậu thanh niên Adam Murray và Jonas Marshall. Cả hai đều là thành viên của giáo hội tâm linh tự xưng Bythron và hiện đang bị FBI truy nã. Đoạn phim cũng đồng thời đánh dấu hai người là nạn nhân số 3 và 4. Adam và Jonas nhận được một cuộc điện thoại tới từ một người phụ nữ. Cô gái nói rằng bản thân đã nghe thấy tiếng kêu của con mèo Johnny, con thú cưng vốn đã chết từ nhiều năm trước. Bản thân người phụ nữ này thì lại đang đi công tác xa, nên cô không thể xem xét tình hình tại nhà được. Vậy nên sau một hồi lưỡng lự, Adam và Jonas cuối cùng cũng đã đồng ý đến kiểm tra căn nhà của cô trong 3 đêm, với mức thù lao là 500 đô một ngày. Khi hai người chuẩn bị rời đi, chiếc xe của họ bỗng gặp một số trục trặc. Không nghi ngờ nhiều, họ ngay lập tức bẻ khóa một chiếc xe khác có GPS tích hợp rồi lên đường. Quãng đường di chuyển là khá xa bởi nhà của người phụ nữ nằm ở quận Mandela, trong khi hai người bọn họ thì đang ở một khu vực liền kề, đó là quận Bythron. Trên đường đi, Adam và Jonas có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, tiết lộ quá khứ của hai người là những đứa trẻ mồ côi, rằng hai người sẽ phải chạy trốn cả đời. Jonas cũng nghi ngờ về sự tồn tại của những thế thân, về việc chính phủ cấm toàn bộ màn hình TV và gương, rằng có lẽ khuôn mặt của những kẻ thế thân sẽ xuất hiện trên GPS và giết họ. Khi đến nơi, lúc này trời cũng đã tối mù, Adam ngay lập tức bắt đầu vào công việc đi tìm kiếm linh hồn của chú mèo bằng một số thiết bị chuyên dụng như là máy EMF hay Spirit Box. Thông qua bộ đàm, giọng của Jonas cất lên đầy mỉa mai. Anh ta chế nhạo những hành động ngu ngốc mà Adam đang làm là vô nghĩa. Tuy vậy, Adam vẫn rất kiên định về công việc của mình. Anh hỏi liệu Jonas có thể xem xét tình hình một cách nghiêm túc hay không. Đáp lại thì Jonas chỉ trả lời một cách qua loa và cố tình đánh trống lảng. Adam thì lại nghĩ Jonas là một kẻ hèn nhát nên mới không dám vào nhà. Có vẻ như đã đuối lý, Jonas chỉ có thể biện hộ cho bản thân rằng mình bị dị ứng với mèo. Và thế là Adam lại tiếp tục công việc một mình. Vào cuối đêm hôm đó, Adam đã tìm thấy và chụp ảnh lại một cánh cửa duy nhất bị khóa ở trong căn nhà. Sau một ngày tìm kiếm mà không có kết quả, sáng hôm sau, Adam quay trở lại xe và trò chuyện với Jonas. Tuy đã ở đây được một đêm, nhưng Jonas vẫn luôn có một cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhìn vào căn nhà. Anh ta đã cố gắng khuyên nhủ Adam rời khỏi đây, rồi nói dối với người phụ nữ là họ đã ở đó 3 đêm nhưng không tìm thấy gì cả. Adam thì trái ngược lại hoàn toàn, anh kiên quyết về việc khám phá căn nhà, đồng thời ra vẻ thách thức Jonas. Đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên. Sự thích thú trào dâng, Adam quyết định quay trở lại ngôi nhà một lần nữa. Còn Jonas thì vẫn vậy, anh ta vẫn đang cố gắng ngăn cản suy nghĩ mù quáng của Adam nhưng không thành. Đêm thứ hai tiếp tục, khi này biết rằng thứ đang ám căn nhà rất có thể không phải là một con mèo. Vậy nên, Adam đã chủ động hỏi một số câu hỏi như là vì sao ngươi chết hay ngươi đến từ đâu, với mong muốn rằng thực thể kỳ lạ kia sẽ có một chút hồi đáp. Thế nhưng, điều kỳ lạ lại bắt đầu diễn ra. Thông qua bộ đàm, Jonas lặp đi lặp lại câu nói, khiến cho Adam cảm thấy rất bực bội. Khi Adam chất vấn tại sao Jonas lại làm như thế, thì anh chàng ngay lập tức phủ nhận rằng mình không biết gì cả. Và rồi, góc nhìn đổi sang nhân vật Jonas. Anh hỏi người bạn Adam của mình đã nhìn thấy gì. Thế nhưng, đáp lại Jonas khi này là một giọng nói vô cùng đáng sợ. Kẻ bí ẩn nói rằng, hắn ta đã theo dõi hành động của hai người. Thế rồi, đột nhiên đoạn phim cắt cảnh sang một trích đoạn khi cả Adam và Eva xuất hiện trong vườn địa đàng. Lúc này, Eva đang thuyết phục Adam ăn trái cấm. Bên cạnh đó, hình ảnh con rắn lại xuất hiện. Và như mọi người đã biết, thì chính con rắn là sinh vật đã lừa Eva từ trước. Adam khi này chỉ cảm thấy sợ hãi và phân cảnh này kết thúc ngay sau đó. Quay trở lại với căn nhà,
Adam quyết định tìm chỗ để nghỉ ngơi, và ta có thể nghe được tiếng của ai đó gọi Adam là kẻ ngốc, tuyên bố rằng anh ta đã đi theo những người chăn cừu. Thay vào đó, kẻ này đã nói Adam nên nghe theo lời của hắn ta, đừng để hắn ta đánh thức những người khác. Tuy chưa rõ chi tiết này có nghĩa là gì, nhưng tình tiết thì lại khá giống với một phần đoạn đã có ở trong tập Overthrown. Về phần Jonas, từ trong xe anh ta phát hiện ra một camera hoạt động không ổn định. Nó chớp tắt liên tục, và cứ mỗi lần như thế, không gian của căn phòng lại thay đổi một chút. Lúc này, hiện tượng kỳ quái đã bắt đầu xảy ra khắp nơi ở trong căn nhà. Cánh cửa khóa hôm trước bỗng dưng mở ra. Bên trong đó xuất hiện một sinh vật kỳ quái, mà nếu như nhìn kỹ thì đây rất có thể là Intruder, kẻ đã xuất hiện ở Mandela Catalog tập 1. Hắn nói rằng Adam hãy mở mắt ra. Thế rồi, sinh vật kỳ lạ khác bắt đầu thì thầm những lời khó hiểu vào tai Adam. Sau khi Adam tỉnh dậy, anh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của căn nhà. Và đúng lúc đó thì tiếng của con mèo Johnny vang lên. Adam và Jonas sau đó có một cuộc tranh cãi gay gắt về việc Jonas sợ hãi trước những gì mà anh ta thấy. Jonas nói rằng Adam không phải là siêu nhân và cô ta thực chất đã chết mất xác từ lâu rồi. Vậy cô ta ở đây là để ám chỉ ai? Anh em hãy ghi nhớ điều này vì tôi sẽ đề cập đến nó ở phần phân tích. Sau cùng, Jonas bỏ Adam tại căn nhà và phóng xe đi mất. Về phần Adam, anh chàng tiếp tục tìm đến căn hầm ở trong ngôi nhà và phát hiện ra tiếng meo meo phát ra từ một chiếc tivi. Tại đây, hình ảnh một con mèo hiện lên, nhưng nó nhanh chóng bị thay vào mặt của Intruder. Khi được Adam hỏi người là ai, thì kẻ này chỉ đáp lại một cách đầy khó hiểu là người không nhớ sao? Và rồi, màn hình tivi chớp tắt rất nhiều hình ảnh khác nhau. Một trong số chúng, người xem hoàn toàn có thể nhận ra được. Một đoạn nhạc cho trẻ em bỗng được phát lên, trước khi màn hình xuất hiện hình ảnh của một sinh vật với khuôn mặt bị lộn ngược cùng mái tóc xõa xuống. Cả hai sau đó đã có một cuộc đối thoại đầy khó hiểu. Khung cảnh sau đó chuyển sang góc nhìn camera GPS trên chiếc xe của Jonas. 4 giờ 34 phút sáng, anh đang phóng xe trên đường. Giọng nói bí ẩn lúc trước lại bắt đầu phát qua radio, gọi Jonas là kẻ hèn nhát vì đã bỏ Adam ở lại. Hắn ta liên tục lặp đi lặp lại câu nói "Open your eyes", khiến Jonas phải hét lên và yêu cầu kẻ kia im lặng. Đến 5 giờ 22 phút sáng, ta có thể nghe thấy tiếng khóc của Jonas. Chiếc ô tô lúc này đã dừng lại ở bên cánh đồng. Jonas bước khỏi xe và hét lên, rồi tập phim kết thúc. Và ok, đó là tất cả những diễn biến đã có trong Mandela Catalog tập 2. Nhìn chung thì đây là câu chuyện về hai anh chàng có sở thích đi săn ma là Adam và Jonas. Thế nhưng, trong nhiệm vụ mới nhất này, thứ mà họ phải đối đầu dường như không đơn giản chỉ là các thế lực tâm linh. Hay nói cách khác, nhìn vào chi tiết họ bị đánh dấu là nạn nhân số 3 và 4 thì ta đều có thể hiểu hai anh chàng này đã phải đối mặt với các thế thân. Có một vài chi tiết mà người xem sẽ sớm nhận ra, đó là mốt thời gian được tua nhanh đến tận 28 năm kể từ sau tập phim số 1. Lúc này, nhân loại hầu hết đều đã biết đến sự tồn tại của các thế thân. Chính câu nói có phần ngờ vực của Jonas lúc đầu đã cho ta thấy điều đó. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, ai mới là kẻ thế thân ở trong câu chuyện lần này? Tôi nghĩ đa phần mọi người đều đã có câu trả lời rồi. Đó chính là người phụ nữ bí ẩn, kẻ đã thuê hai nạn nhân là Adam và Jonas. Thử nghĩ mà xem, thực sự thì có kẻ điên nào dám giao nhà của mình cho những người hoàn toàn lạ mặt không? Mà lại không lo lắng về việc mất trộm đồ? Chưa kể, trong câu nói của cô ta còn rất nhiều điểm mâu thuẫn. Ban đầu, cô ta nói rằng cô nghe thấy tiếng của con mèo và cần ai đó để xử lý ngay. Thế nhưng khi được hỏi lại, cô lại nói rằng mình đang đi công tác xa. Làm thế quái nào mà cô ta có thể nghe thấy tiếng con mèo khi không ở nhà cơ chứ? Đó mới chỉ là manh mối đầu tiên. Điểm khó hiểu hơn nữa là tại sao người phụ nữ này lại quả quyết rằng Adam và Jonas phải ở lại nhà mình trong vòng 3 đêm? Nếu mục đích chỉ đơn thuần là tìm kiếm linh hồn con mèo, thì đúng ra người phụ nữ này phải cho Adam và Jonas rời đi sau khi họ giải quyết xong vấn đề chứ, đúng không? Như vậy, khi không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ đang nói chuyện với hai anh chàng xấu số của chúng ta chính là một thế thân. Cô ta tìm mọi cách để giữ chân hai người ở lại, dù cho có phải trả một số tiền rất lớn đi chăng nữa. Nhưng mọi người còn nhớ 3 video phân tích Mandela Catalog phần 1 chứ? Thì cách mà các thế thân tiếp cận con mồi là từ cách đánh gục ý chí của họ. Và 3 đêm là khoảng thời gian đủ
để kẻ thế thân làm điều đó. Và quá đúng như vậy, liên tiếp trong 3 đêm, cả Jonas và Adam đều gặp phải những hiện tượng kỳ quái, chẳng hạn như là cùng bị đe dọa bởi một giọng nói bí ẩn. Dude, that's not funny. Hay như việc những chiếc camera đột nhiên gặp trục trặc không lý do. Tất cả những chi tiết ấy chắc chắn đều được gây ra bởi kẻ thế thân đã lừa hai người đến đây. Cho đến cuối tập phim, khả năng cao là Jonas đã bị kẻ thế thân sát hại. Vì như ta đã thấy, trong xuyên suốt quá trình khám phá, chỉ duy nhất có Jonas là người có tâm lý yếu và thường xuyên tỏ ra sợ hãi và hoảng loạn. Mà đỉnh điểm chính là khi anh ta cãi nhau cùng với Adam rồi bỏ đi. These things have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. No, I f***ing listen to me. Khi này chính là thời điểm thích hợp nhất để thế thân ra tay với một con mồi đã bị bẻ gãy tâm trí. Khi Adam gọi điện cho Jonas nhưng không thấy phản hồi nào, thì đó cũng chính là lúc anh ta đã bị sát hại. Vậy còn với Adam thì sao? Liệu anh chàng này còn sống hay không? Thực chất thì đây vẫn là một bí ẩn. Nhưng theo cá nhân tôi, anh chàng này rất có thể là vẫn sống. Riêng việc sở hữu một tinh thần thép thôi là đã đủ để thấy anh chàng này không phải là một con mồi tiềm năng với các thế thân. Thế nhưng, hẳn là có một chi tiết mà rất nhiều bạn thắc mắc. Đó là về Intruder, kẻ đã trò chuyện với Adam ở phần cuối phim. Cuối cùng, thì hắn ta là ai? Để hiểu được, có lẽ ta cần phải biết đến một phần phim ngắn khác có tên là Intruder Alert. Nội dung trong tập này chủ yếu là những hình ảnh cảnh báo đối với các bậc cha mẹ về việc họ nên theo dõi những gì mà con cái mình đang xem. Bởi lẽ, rất có thể chúng sẽ vô tình tiếp xúc với các nội dung không lành mạnh như là bạo lực, khiêu dâm hay những hình ảnh đáng sợ. Tuy nhiên, xuyên suốt đoạn phim thường chỉ xuất hiện trên khuôn mặt của kẻ rất quen thuộc. Đó chính là Intruder. Hắn nói rằng mình xuất hiện ở trong nhà của tất cả mọi người và tồn tại trên mọi loại quang phổ khác nhau. Điều này cho ta thấy có vẻ như Intruder là một thực thể đặc biệt, khi hắn ta có thể tương tác với các thiết bị điện tử và đặc biệt là các thiết bị hiển thị như là màn hình TV chẳng hạn. Kế đến, đoạn phim cắt cảnh sang hình ảnh của hai vợ chồng đang đứng trước cửa phòng của cậu con trai. Giọng nói hướng dẫn khuyên nhủ cha mẹ chỉ nên bước vào một khi đứa trẻ không còn tạo ra tiếng động nữa. Tuy nhiên, người mẹ ở trong trường hợp này đã không nghe theo. Cô quyết định xông vào khi đứa con đang khóc, và rồi đứa trẻ bỗng biến mất. Chiếc TV ngay cạnh sau đó cũng đồng thời xuất hiện hình ảnh của Intruder. Người phụ nữ lùi dần ra đằng sau, rồi tiếng công tắc bật điện kêu lên. Chiếc cũi đổi thành quan tài, trong khi người phụ nữ thì đang lơ lửng với chiếc dây thòng lọng trước cổ. Phân cảnh kết thúc cùng với dòng chữ hiện lên, thật xót xa khi nhìn thấy đứa con của mình mất tích ngay trước mắt. Sau đó thì đoạn phim chuyển sang một thông báo khác của chính quyền về việc có tới 3.426 trẻ em bị mất tích ở 4 quận. Huesca, Madela, Joner và cuối cùng là Bayton, cũng chính là nơi ở của hai nạn nhân là Adam và Joner. Phần còn lại của video chỉ đơn giản là quá trình điều tra của lực lượng chức năng. Họ đang khám xét tình hình căn nhà, nơi mà những đứa trẻ mất tích, còn người mẹ thì đã thiệt mạng. Trong quá trình ấy, họ thu lại được hình ảnh của Intruder và hắn dường như còn làm điều gì đó với thi thể của người phụ nữ. Vậy qua đây, chúng ta đã biết thêm một chút thông tin về Intruder. Có vẻ như đây là một thực thể đặc biệt, chỉ được nhìn thấy thông qua các thiết bị điện tử. Điều này đã là quá rõ ràng, vì trong tập phim, ta nhìn thấy hắn thông qua những màn hình TV và những bức ảnh chụp từ camera mà thôi. Nhưng khoan đã, có một chi tiết mà mọi người có thể đã quên. Trong Madela Catalog tập 1, chẳng phải cậu bé Mark, 4 tuổi, cũng đã nhìn thấy những Intruder bằng mắt thường rồi hay sao? Thêm vào đó, chính bản thân của Intruder cũng khẳng định rằng hắn ta có thể xuất hiện trên các quang phổ khác nhau. Điều này cho tôi một giả thuyết rằng đó là bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy Intruder. Nhưng điều quan trọng là bản thân hắn có muốn mình bị lộ diện không hay thôi. Và có vẻ như mục tiêu mà kẻ này hướng đến chính là chỉ bao gồm trẻ em. Đó là lý do khiến hắn luôn lộ diện trước mặt lũ trẻ và khiến các bạn nhỏ sợ hãi đến mức òa khóc. Mà khi nhìn vào đến tập phim của Intruder Alert, ta sẽ đều hiểu rằng đây là một thông báo có liên quan cụ thể đến một mình Intruder mà thôi. Do đó, đứa trẻ bị mất tích ở đây chắc chắn đều là do một tay của hắn ta gây ra. Vậy có lẽ nào, Adam cũng từng là một đứa trẻ bị bắt cóc bởi Intruder?
Điều này hoàn toàn có lý đấy. Vì trong cuộc hội ngộ của hai người, Intruder đã nói rằng: "Con không nhớ ta hay sao?" What are you? Vậy qua đây, tuy chưa có nhiều manh mối thực sự xác đáng, nhưng tôi vẫn có một giả thuyết như sau. Intruder khả năng cao không phải là một dạng thế thân. Hắn ta bắt cóc những đứa trẻ với lý do có phần chính đáng, đó là bảo vệ chúng khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ các thế thân. Bên cạnh đó, đoạn nhạc mà kẻ này phát lên cho Adam nghe ở cuối phim rất có thể là hắn đang cố tình gợi lại ký ức về ngày bé của chính Adam, để anh ta nhớ về thân thế thực sự của Intruder. Còn về phần người phụ nữ tự sát trước đó, tôi cũng sẽ giả thuyết đây chính là mẹ của Adam. Từ nhỏ đến lớn, Adam vẫn nuôi một hy vọng có thể tìm ra tung tích của người mẹ. Và người xem biết được điều này thông qua một câu nói vô tình của Jonas ở phần cuối phim. I wish we never looked for your mom because she is dead and gone and we were never gonna get her back. Vậy còn anh em, những người đang xem video này thì sao? Anh em có giả thuyết nào thú vị hơn thì hãy để lại xuống phần comment cho bọn mình cùng biết nhé. Và hãy nhớ, Mandela Catalog cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Còn rất nhiều những điều thú vị đang đón chờ chúng ta trong tương lai đấy. Vậy nên, nhớ bấm like và subscribe cho Cờ Su để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào trong tương lai và để giúp Cờ Su đạt được cột mốc 400.000 người đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo. Peace!